Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Sứ Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu 4 cây hoa sứ trắng nguyên thủy nha cô chú anh chị. Này là con xếp đơn trên 100 ngàn nha. Này cây số 1 thì cây số 1 100 ngàn. Cây số 2, 3, 4 thì chỉ 80 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Vườn con thì gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang với xếp nhỏ cây Việt theo nha. Này để nguyên tược cũng được mà cắt cũng được nha. Cô chú anh chị mà muốn xả tàn cắt cắt bớt thì yêu cầu con cắt cho dễ gói nha. Cây số 1 nè, nhìn cái cây cái cũ so với cục gạch nè. Hoành này là khoảng tầm 40 á. Cây này có 6 tược nha cô chú anh chị. Cây số 1 nè. Này mới nhổ ra nhìn không có thấy rễ không, cái này tẻ bớt là nó thấy rễ. Cây số 2 nó có cái sẹo chỗ này nha, lành rồi nha cô chú anh chị. Cây số 2 thì 5 tược nha, 5 bao. Cái số 3 4 tược nha. Cây số 4 3 tược. Cây số 1 100 ngàn nha cô chú anh chị. Còn cây 234 thì 234 là 80 ngàn. Cô chú anh chị mà sưu tầm sứ nguyên thủy màu trắng thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ vườn con.